Đáp án dây thì đi câu trước là tổng cộng là 77 cá. Câu hỏi trong video này là căn nhà của bạn mình sắp được mua bằng bao nhiêu tiền sao hay kim cương? Đợt này mọi người chỉ bắt côn trùng, trò chơi sinh tồn mới và khu khách sạn nên mọi người quên xin chan thôi. Ghê thì flop quá ha. Dối thiệt thật thật, dối hu hu hu. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Dỗi gì thì dỗi, nhưng vẫn làm gì thì cho mọi người lên sóng chữ đúng không nào, hi hi. Đây là căn nhà lâu đài 173 kim cương. Lâu lắm rồi mới thấy có người dùng căn nhà này. Ở sảnh không có gì hết là sao? Ở bên này giống phòng ngủ. Bên này chắc là phòng ngủ đa dạng hơn. Với lại ở bên ngoài cũng ít đầu. Để 5 trên 10 điểm khuyến khích vậy. Nào ký tên. Ký tường, xin chan đã đến đây và buông lời cay đắng. Mệt mỏi với TikTok TE. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Hãy bình luận tên kèm đáp án để có cơ hội được lên diện điện ông nha. Ai chưa trúng thì cũng đừng buồn. Mình có livestream vào 8 giờ tối và mỗi ngày có diện điện ông mới vào 10 giờ sáng. Chúc bạn may mắn nha. Bye bye.